chỉ có vành này nó khô tí xíu đây thôi. Đó, 5 tháng rưỡi rồi các bạn, nhưng mà nó khô có tí xíu này, các bạn thấy quá ok luôn ha. Chào các bạn, hai thứ này quả là tuyệt vời luôn các bạn. Ok, hôm nay mình chia sẻ cái cách để mà mình bảo quản những cái ống silicon khi mình sử dụng không hết đó các bạn, thì mình bảo quản lại nó sẽ không bị khô nha các bạn, không bị khô luôn nha các bạn, chứ không phải là khô từ từ ha. Thì mình cũng đã thử nghiệm rồi thì mình thấy hiệu quả, mình mới chia sẻ cho các bạn xem ha. Đây là mình cũng đã bảo quản cái ống silicon này ngày 20/3/24 nha các bạn, thì nó cũng được gần 6 tháng rồi các bạn. Mua cái tiếp silicon về mà mình xài có một tí xíu rồi mình không chuyên nghiệp mình để thời gian lâu, chẳng hạn như 1-2 tháng, 3-4 tháng gì thì cái tiếp silicon nó khi mình sử dụng tiếp thì nó bị khô hết nha các bạn. Khi mình lục ra cái chai để mà mình khi mình xài rồi các bạn, mình bảo quản lại bằng một cách khác, thì khi mình lục ra này các bạn, mình lục để mình sử dụng lại đây, sau khi 3-4 tháng gì đây thì thấy nó khô, mình cậy miết thấy nó khô luôn, thì mình cưa ra và cưa ra thì thấy nó như thế này, khô rang khô róc luôn. Thì mình muốn sử dụng silicon nữa thì mình lại chạy đi mua một cái ống khác mà mình về mình xài có ít rồi nó cũng sẽ bị khô nữa các bạn, cho nên mỗi lần xài nó hết 50-60 ngàn, mình xài không hết thì rất là tiếc luôn các bạn. Thì đây, cái này thì lúc sáng mình mới khui đó các bạn. Khi mình biết được cái cách bảo quản silicon nó không bị khô nữa rồi thì mình cho dù mình xài ít xài nhiều gì mình cũng mua về mình khui ra mình xài ok các bạn, xài vô tư không có sợ gì hết ta, không có sợ nó bị khô nữa ha, mình để lâu mấy tháng cũng được. Này, lúc sáng mình mới khui ra đây, mình làm tí xíu ở trong cái toilet các bạn. Mình test cái đường viền đây, cái gạch ở dưới các bạn nó bị mất cái ron. Mất cái ron thì những cái con trùng đó các bạn, con chung con á, nó bò lên rất là nhiều, nhìn nó dơ giấy lắm, nó bò, thậm chí nó bò lên trên cái tường này nó bị khô rồi đúng không các bạn, nhìn thấy nó ớn lắm. Đó, mình chỉ làm một chút đây thôi mà mình khui một cái chai silicon luôn, mình làm luôn ha. Rồi xong mình bảo quản lại 5-7 tháng sau nó không khô thì mình cũng đâu có sợ phải không các bạn. Ok, thì để mình cũng chia sẻ cái cách để mà mình bảo quản cái silicon nó không bị khô các bạn. Trên cái ống tiếp này thì bạn nhìn biết rồi đó, 20/3/24 này thì nó 5 tháng rưỡi ha, bữa nay mùng 5 tháng 9. Bây giờ mình khui ra nha các bạn, mình coi thử cái mức độ khô của nó, khô ướt như thế nào ha. Mình cũng rất tự tin tại vì mình cũng có dùng những cái, mình làm hai ống giống như đây mà còn cái ống kia thì mình cũng thỉnh thoảng mình xài, cái ống này mình không đụng tới, thỉnh thoảng mình xài thì mình thấy nó không có bị khô các bạn, thì mình cũng rất tin tưởng là cái ống này nó cũng sẽ không bị khô. Ok, thì bây giờ để mình khui ra mình coi nha các bạn. Cái cách bảo quản nó rất đơn giản mà mình thấy nó hiệu quả luôn các bạn. Đây, nó có một cái lớp gì đây các bạn, đây nè. Đó, lớp này nó bị khô ha, khô như cái nắp á. Rồi, nó chỉ có cái nắp một tí xíu này thôi. Nó đây, này là nó không bị khô nha các bạn. Còn này nè, nó chỉ khô một tí xíu thôi. Đó, nó khô một tí xíu như cái nắp này các bạn. Đó, thấy không? Đó, nó chỉ có vành này nó khô tí xíu đây thôi. Đó, 5 tháng rưỡi rồi các bạn, nhưng mà nó khô có tí xíu nè, các bạn thấy quá ok luôn ha, quá hiệu quả luôn, theo cái cách bảo quản giống như đây nha các bạn. Đó,
mình cũng làm đủ thứ hết, nhưng mà thấy cái cách này là hiệu quả nhất các bạn. À, nó khô một cái miếng mỏng lép mỏng lơ như cái hột nút ở trên cái lớp mặt thôi ha. Cho nên mình thấy cái cách này rất là ok, rất hiệu quả luôn các bạn. Cái thằng này thì cũng cùng ngày, nhưng mà mình bảo quản theo cách khác các bạn. Mình cũng quấn cái đầu nó đen này, cũng cho vô trong cái chai nước các bạn để cho oxy nó khỏi lọt vô đó. À, thì mình cũng cưa ra rồi thì nó như thế này. À, nó cũng khô hết. À, nó khô từ A đến Z luôn các bạn. À, khô hết luôn, nó nói năng gì. Cũng cùng ngày nhưng mà đó mình cũng làm kỹ hơn, mình cũng quấn đầu này đen cho ánh sáng khỏi lọt vô, mình cho cái ngâm nó vô trong cái chai luôn, trong cái chai nước luôn, để cho oxy nó khỏi lọt vô luôn, để cho nó không có bị khô các bạn, nhưng mà nó vẫn khô bình thường ha. Đó, chỉ có cách này, cách làm quấn cái băng keo này thì quá ok luôn. Thì để mình chia sẻ cái cách để mà mình bảo quản nó như thế nào mà nó được lâu nha các bạn. Sau khi mình xài xong thì mình tháo nó ra khỏi cái cây, thì nó còn nằm trong cái súng thì nó còn cái độ nén các bạn. Mình phải mở nó ra, mình cho nó hết độ nén đi, rồi sau đó mình nó cứ tràn tràn ra miết thì mình dùng cái cây các bạn, mình phét vô. Rồi mình phét cho nó hỏng một lỗ như thế này, mình đảm bảo là nó không còn bị còn cái độ nén nó còn đẩy ra nữa nha các bạn. Thì lúc đó mình mới dán cái keo vô. Thì bây giờ cái băng keo này mình dán làm hai lần. Rồi ok, chỉ có đơn giản như vậy thôi mà mình có thể để được theo như mình thấy rồi đó. Thì 5 tháng rưỡi không xi nhê gì nha các bạn, 5 tháng rưỡi thì nó mới chỉ khô một cái miếng lớp mỏng lét cho này thôi. Thì mình nghĩ chắc nó để hoài được hoài luôn các bạn, thì để xài cho tới lúc nào hết thì thôi ha. Rồi sau khi mình làm xong như thế này là mình để trong mát. Rồi chỉ đơn giản nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video hữu ích thì cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. À, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.